làm bạn luôn đi Di. Rồi các bạn đang xem trận đấu giữa Hoàng Di với anh Nguyễn Thành Trung Hà Tĩnh nha. Anh Nguyễn Thành Trung nè, Trung Hà Tĩnh chứ không phải Trung trên mạng nha các bạn. Kèo 300-200, kèo 3 dĩa cơm trưa. Di mới thua mình kèo 2 vé máy bay Đà Nẵng rồi, nó sụi rồi. Bá vô cổ vũ con Di rồi anh Bá ơi. Di đánh 300 nha anh em. Hay quá, hay quá, quá. Từ từ Hưng, từ Hương Khê ra đây mười mấy hai chục cây hả? À gần Quảng Bình ha. Anh thứ bảy này anh ra Quảng Bình nè. Rắp bàn ngoài đó anh. À dạ quân 7 á, 7 Quảng Bình. Ở thành như thành phố. Để anh coi em coi để về anh hỏi đó coi. Như ở Đồng Hới vậy. Oh, hello Tiến, khỏe Tiến. À, chào anh Việt. Dị ráng gỡ kèo này rồi anh Bá ơi. Chào hello Thanh Phong. Chào đen nhau. Rồi Thời Mộc. Thời Mộc trao giải gì quýnh đủ tiền nhiêu Thời Mộc. Có nghe chưa anh? Nghe em livestream mà. Ok, tối về chat ha Tiến ha. Ừ nãy đánh độ mà Tiến ơi, đánh độ phải đánh vậy chứ. Đánh chơi, đánh khác chứ đánh độ phải tập trung chứ. Đánh kèo hai vé máy bay luôn. Bị chụp cái 600 luôn. Anh Trung anh thấy sao tụi nó quýnh hay vậy? Nó quýnh về em vậy hoài, hỏi sao không hay. Nó chịu nhiệt á, nó giao lưu, nó đánh hoài. Cảm ơn em Minh Mộng, cảm ơn Lý Thống. Vài năm nữa mình đào tạo Duy ra quýnh giống mình luôn nè anh em. Vài năm nữa là sẽ xuất hiện Duy Ken. Hay. Trận đấu đang diễn ra tại câu lạc bộ Villa 38 thành phố Hà Tĩnh nha các bạn, số 33 đường Hàm Nghi thành phố Hà Tĩnh. À, biết anh Kính em, anh Kính gò bắp anh biết em nha, ảnh là đàn anh, ảnh là thế hệ đàn anh của anh Thịnh nha, anh Kính đánh hay đó. Rồi chào Đinh Huỳnh Công Tuấn, chào em. Đúng rồi Quang Trần, nãy anh đi một mũi Quang Trần rồi. Hello Trương Tuấn. Rồi ok Minh Mộng, anh đang livestream xong anh kết bạn với em nha. Xong em cứ inbox cho anh nha. Rồi hello thân em. Rồi chào Huy Nguyễn, chào em. Chào Hoàng Huy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nãy tỷ số là 600 với 114 nha. Ừ, ở lại Hà Tĩnh mấy ngày em, hôm nay em về rồi. Chào Lê Hồng Nghĩa. Lâm Đại Ngãi hả? Lâm Đại Ngãi là chắc anh không biết rồi em ơi. Nãy đi 600 nha em, nãy đi em chơi đi cái 600 đủ tiền nha. Chào Hào Trung, chào Hào Trung. Ok em Phúc Nguyễn, nhắn tin cho anh nha. Chào anh Thanh. Anh em xem chia sẻ giúp Thịnh Ken nha, chia sẻ giúp Thịnh ha. Bạn đang xem là Hoàng Duy là học trò ruột của Thịnh Ken luôn á. Rồi workshop chắc qua tháng nha anh em, tháng này mình đi tỉnh nhiều quá ha. Tháng này mình rác bàn cho con thợ nhiều quá nên là không có làm workshop rồi. À nhớ anh Lâm đó, Nguyễn Hiển ơi. Lâm ở Đại Ngãi Sóc Trăng anh biết rồi. Thứ bảy này anh ra Quảng Bình anh ơi. Rồi hello Trấn Quốc, hello Quảng Bình tí. Duy đang thực hiện cuốn massage nha anh em. À, kỹ thuật massage là kỹ thuật giúp ta sẽ giải quyết được những cái bị khó à. Ok Hoàng Huy, ok Hoàng Huy, cảm ơn em. Anh về đi anh xóa bớt mấy con hot girl là ngáp về đâu anh. Rồi cảm ơn em Bùi Phương Nam. Sang năm mà tới gì nó quýnh cờ 600 rồi. Rồi chào Hữu Chí. Chào Lê Hoàng Nam. Chào bạn, chào Phước Phạm. Chào hết tất cả mọi người. Mọi người xem chia sẻ giúp Thịnh Ken nha. À hồi xưa anh có chơi với anh Kính này, hồi 5-7 năm trước á, 7-8 năm trước anh có đánh với anh Kính rồi. Lúc đó anh Kính anh đánh hay hơn anh nha em ha. Vũ cái tắc ở Hậu Giang ha em, Vũ cái tắc đánh rồi em ơi, Vũ cái tắc rồi đánh clip dưới anh nha. Vũ cái tắc đánh với anh thì chắc anh dưới anh chút xíu. Rồi chào David Tyler. Chào Hữu Huy, chào Lê Bảo. Coi 5 triệu nãy anh thắng nha em chứ không? Rồi hello anh Khôi. Gì mới bị em bào 5 chai rồi anh Khôi ơi. Chứ sao ăn phải cho tao khoe chứ mày. Lỡ mày ăn mày có khoe không? Đâu, nó ăn thầy cái lên bóp Facebook này nó chiên Thịnh Ken. Ờ đúng rồi. Đúng rồi em, câu lạc bộ anh ở quận Bình Thạnh nha em à. Oh hello anh James. Ẩu rồi. Vidigo 42 cú A băng quá ẩu nha nè. Bị A băng không hấp phê quýnh gì. Quýnh bích kê luôn cũng được. Quýnh bi bích kê A băng phải kỹ. Rồi giờ là Duy đánh với anh Nguyễn Thành Trung Hà Tĩnh. Kèo ăn trưa anh ơi, ba dĩa cơm chiên Dương Châu. Ngoài đây anh em đánh rồi phải có độ anh em tao mới đánh. Đánh ăn chơi tao không đánh. Anh Trung này là anh Trung là anh lớn tuổi nha mấy anh em. Anh sinh năm 7 mấy á, chứ không phải là Trung trên mạng nha. Tại trùng tên thôi nên anh em đừng có hiểu nhầm nha. Ảnh là dạng học trò của Thịnh Ken á, mình cũng đang chỉ ảnh đánh kèn mà. Rồi hello Thái Phát, hello Nguyễn Ngọc Tân. Oh, hello Quốc Anh. Chào Nguyễn Tâm. Lo quýnh mày coi gì mày. Vì nhỏ lớn giờ nó mới bị chụp hình cái 600. Nhỏ lớn giờ nó mới bị chụp hình cái 600.
Rồi chào Nguyễn Văn Thịnh. Chào Quang Đào. Ông nó không xì đâu anh Thoại ơi. Ủa, quýnh như cái máy vậy. Một ngày nó quýnh gần 2.000 điểm. Mấy chấm để canh băng nha em. Địa chỉ câu lạc bộ anh là số 89 đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Sao không thấy anh Thịnh đăng clip xong tô với học viên? Trời ơi, anh có thời gian đâu mà đăng em. Đi suốt à? Rồi, hello anh Việt Trần. Trước khi đi con đi về chợ đi học. Một chiếc bi tương đối khó cho Hoàng Duy. Hay quá anh Trung ơi. Đó, quýnh phải vậy. Ai đánh yếu em Nguyễn Minh Tâm. Mấy anh này đánh yếu lắm em ơi, đánh ngày 5-700 điểm, 1.000 điểm mà đánh yếu lắm. Rồi, hello anh Tấn. Rồi, bài Western. Rồi hello nha, cảm ơn anh Khánh. Qua tháng 12 nha em, qua tháng 12 đi Đà Nẵng nha. Anh Thịnh đi cơ cao nhất từ trước giờ là cơ mấy trăm vậy. Anh không nhớ biết nữa, tứng tú à. Có khi anh đánh 600-700 đủ tiền, có khi anh đánh 200 đủ tiền. Anh cũng biết cao nhất nhiều nữa. Để mốt anh đánh thử anh em ha. Bình Dương có Duy đợi anh dạy visa đó em. Duy á, Duy đang đánh trên hình á. Duy là có cơ ngoài 200 rồi đó, có dạy visa ở Bình Dương nha. Em nào muốn học thì cứ liên hệ Duy nha. Ờ, chung tập mấy ngày quýnh thấy khác liền hả Duy ha. Anh chung vô Sài Gòn. Gửi vô quán em làm năm về là quýnh chung là bỉnh không á. Cánh nhìn nắp, kêu nó trung rồi. Hai, đặt trung á, kêu nó, đặt trung. Đi ra. Mà thả cho cái thải, thả cho tán. Đấy. À, nãy đánh 600 một lượt cơ nha em. Duy đánh cơ 200-300 rồi em, 200 mấy ngoài có rồi. Rồi em có gì inbox anh nha, anh Khánh ơi. Inbox anh mấy cái vụ mà học ở Đà Nẵng nha. Rồi có gì inbox anh nha. Gom anh em lại đi rồi anh bay ra thôi. Lo vé máy bay rồi cho anh bay ra đó rồi lo đi lo về. Rồi này lo là ok. Chào anh Giang. Vinh Huỳnh Công Tuấn mấy nút rùi cho bạn visa là để canh băng nha em. Đúng rồi. Rồi anh em xem ha, anh ăn cơm khác. Thank you.
banh thì khoảng 7 tháng thôi, đến được 50 triệu. 50 triệu là không biết, anh Duy mới ra được 50 triệu. Anh mà lên cơ không Duy thì phải bao tháng. Nó mệt mài luôn á. Năm mươi đều rồi. Muốn cái nào cũng được. Anh em đây. Bắt chuẩn chơi. Bắt chuẩn. Là ok. Ok em, ok em anh Khánh, anh làm cái cơm đấy ở nhà để em coi em làm gì nha. Bản trầm nghĩ gì vậy? Tỏ luôn. Ok anh Thoại, qua cổ về hả?
quá, vô kèn. Vô kèn nè. Đi vô kèn nè anh em ha. Đó, 50, GDK 50. Đánh là các bạn muốn đánh hay là phải đạt được sự tập trung trong từng cái trái bi như vậy mình mới đánh hay được. Bạn đã chạy cái nhiều. Rồi thả vào. Rồi đã rồi. À, anh Trung coi mấy cái thả nè, thả đây đây đã rồi, đánh cái lực cái này. Chính xác, quá đẹp. Qua cuối bữa giờ bị hại quá mà ha, anh Hợi. Nghe chị Nguyệt ơi. Dạ. Nó không mất thì nó không mất, vì nó có gửi rồi, để ngày tối nay em bay về nhà em mở cái phiếu vận chuyển cho em coi mới báo nó được. Chứ bây giờ em đâu có phiếu cái mã số ở đây đâu. Đó đó, tối về em coi cho. Chứ chắc chắn là hàng gửi rồi chị ơi. Nha. Dạ dạ dạ. Bữa giờ Viettel nó làm ăn cũng kỳ quá. Để em lên công ty để em cầm lên nó một cái. Trời ơi, mấy bữa em gửi hàng ra Đà Nẵng rồi, gửi ngay thành phố luôn á, gửi chuyển phát nhanh đó. Mà nó 4-5 ngày nó mới giao tới. Trời ơi, mình học trong tuần, bởi vậy làm gì đâu được, lấy tiền mình phí mình cao mà nó chuyển nó không có được. Ừ, vậy nha chị, nha, dạ, cảm ơn. Dạ. Đó, Duy đang đánh kèn chèo nha anh em. Đó, anh em nhìn cách Duy cầm tay nè, cũng đánh gọi người mạnh nè. Cái chèo kèn mà mình đang hướng dẫn cho Duy á. Rồi, chào Đỗ Phi, khỏe Đỗ Phi. Đỗ Phi vẫn bình. Giật cho Di chiến này ra giật với Đỗ Phi chứ. Hello Trung Đức. Oh hello Lee Chan Hi. Nhớ nè xe vô. Rồi chào anh Lê Dâm. Nam Nguyễn Di Canh đánh như thế người chị khỏi đánh luôn. Đánh bây giờ là phải thi đấu hết mình nha em. Ở đây là những trận đấu giữa những cao thủ thật sự chứ không phải là trận đấu của những người mà nghiệp dân, nên là đánh như già là không có khái niệm mà thả ở đây nha. Hậu quá rồi, sao tiếp mấy rồi? 78, Di cờ 78 điểm nha anh em. Hư là xào chứ không có cố gắng. Hey. Rồi chào Lê Phi Công. Anh em nào mà muốn học pizza inbox cho Thịnh Ken nha. Muốn học để đánh pizza hay giống đệ tử này. Hello Thịnh nghe. Chưa em. Chưa có em. Rồi. Về quê anh gửi ra có gì đâu em Quy Nhơn mà. Trời cơ làm phải 10-12 ngày mới có. Ừ, vậy từ từ có cái cơ. Trời, cái cơ em làm như cây củi chặt cái có liền vậy. Ừ, hiểu không? Em đặt hàng hôm bữa thì tầm là cỡ 8-10 ngày nữa có nha. Ừ, thường một cái cơ là 10-12 ngày. Trời ơi, cơ riêng mà em làm như cơ tào lao vậy em nha. Ừ, ok em. Duy đi cơ trên 80 nha anh em. Bữa nào đi
tính Nguyễn, mạnh tiếng Nguyễn ơi, bữa nào mình làm cái clip cu lê cho mình áp bạn luôn. Đánh giải thì nó khác rồi, đánh thi đấu nó là một cái trạng thái con người khác. Ví dụ đánh thi đấu thường thì anh quen, ít bị áp lực, còn mình ít khi chơi đấu bị áp lực, người đủ thứ hết đó, thì mình khó đánh như bình thường. Chứ em mà đánh như bình thường thì nó đánh giải không ai nữa, đúng không? Nó khó lắm. Còn nữa không? Cái thi đấu nó là rất khó nói. Ai cũng có thể thắng, ai cũng có thể thua, đúng không? Nên là mình khó. Chứ gì nó đánh vậy, nó thi đấu giải mà 150-200 điểm nó đánh khó chịu rồi. Tại bây giờ xác suất nó đánh 200 điểm là 3 mũi rồi, 3 mũi đánh đủ 200 rồi. 203 mũi đánh hoài luôn á. Cú này 3 đấy là... Hai phẩy hai, hai phẩy chứ. Quýnh lòn tay dễ cung. Đánh kiểu cu lê luôn. Cu lê. Rồi, hello anh Hợi. Hay quá. Nhiều. Chín mươi lăm điểm nha các bạn. Dây vừa đi cơ 95 điểm, tỷ số hiện nay là 137 và 24. Tới lượt anh Trung. Một băng trắng mỏng nhẹ cái anh Trung ơi, rồi gài cho về. Dầu đỏ về, đúng rồi. Bi này vô hình rồi. Đúng rồi. Đó, giờ cái lực rô cho nó đẹp. Nó rô thiếu lực là bị xấu rồi. Anh nghe Đạt ơi. Ừ, tối nay bay về đi. Số 89 đường Bạn Kiếp em cùng ba lần hết. Quán anh á. Bạn bình thường á, vẫn biết chỗ nào bình thường vậy? Hả? Thì bạn anh ghé quán anh thì quýnh luôn đi, quýnh bạn anh thì ghé đâu xa. Ghé quán anh lên lầu 4 á. 89 Bạn Kiếp ha, phường 3 Bình Thạnh nha em ha. Rồi lúc nay anh về, rồi mai cỡ tầm sáng anh em mình gặp ha. Rồi rồi, ok đây. Có làm hợp đồng luôn chưa để anh biết mai mời lên hợp đồng lên luôn. À vậy hả? À ok, thì có gì anh em mình cứ làm hợp đồng trước thôi rồi để chắc chắn em mới bàn đóng bàn cái này. Rồi rồi rồi. Rồi ok. Ok em thay rồi. Thành phố của em bên quận 2 lận. Bên quận 2, quận Tân Bình. Tân Bình chỗ đường thì đường mà Nhất Chi Mai á. Qua
quán bia Phong Thái. Phong Thái. Đó rồi, người nhất Kim Anh vào vô. Rồi để. Người Kim Anh. Rồi để coi câu lạc bộ nào để anh nhớ mấy chỗ nào gần gần. Rồi ok. Oh hello anh Sơn, khỏe anh Sơn. Giờ này quán làm đông hả anh? Bền bỉ trong khi đánh là mình phải tập. Không phải.
Rồi tỷ số là 171-33 nha anh em. 3 lượt cơ 170 điểm. Hay quá anh Trung ơi. Quá đẹp, gom luôn. Đó, mình đừng quýnh direct, mình quýnh vậy á. Mày.
gan được vậy. Không ơi. Không, nó ăn xôi gan đấy. Xôi chứ. Anh đừng có lấy tinh thần như vậy, đánh là mình cố gắng làm thắng đối thủ, giống vậy đánh em mình thấy là đánh độ thiệt luôn, không thầy trò mẹ vậy thua là chung tiền, quýnh là phải tinh thần vậy đó anh mới hay được, chứ anh đừng nghĩ là anh đánh là vui anh thua chắc, anh suy nghĩ vậy anh bước vô trận là anh thua 50% rồi. Dạ 600 mà. Cứ đừng tạo ra được mày cũng không biết nữa. Thẩm tổng nó lên đâu đến mày hả? Không có đâu, đó quýnh cái 700 mấy rồi. Rồi đủ tiền là nghỉ, đủ tiền không có đánh nữa. Em chỉ tính đánh trong trận thôi. Còn à? Trong trận mày tính đi một cửa luôn hả? Dạ. Mày đi một cửa hả? À, nãy đi một cửa. Nghĩa là còn cái tế độ lên đi một cửa. Một cửa dùng cái bốn lượt cơ 225 điểm nha anh em. Còn xếp bi mà đứng đánh mình thì chắc đánh khó hụt lắm, mà đánh một mình đánh nó nản, không có động lực đánh trong trận, ví dụ có cái độ massage hay gì có
có cái tí thì mình sẽ sung lên. Rồi đạp về luôn, chung đạp mình chết đạn chắn về luôn, dày thiệt dày. Dày nữa, dày là nó vô trong luôn chứ đừng có thả. Nhiều mặt đạn mà đánh xử lý còn tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quýnh dây vừa rồi sai, bấm cái đuôi không ra. Mình quýnh kênh mình con là do mình quýnh á. Do mình quýnh cái lực không đúng. Quýnh đúng khó con, anh nhìn em quýnh mấy con đó. Mình biết anh, mình biết nó tập được chứ. Băng dày đúng không? Quýnh hoài, quýnh không biết quýnh gì luôn vậy. Rồi, chào mấy anh em đang xem Hoàng Duy đánh ha. Rồi, chào Khải Dương, chào mấy anh em nha, nãy giờ mình đi... Đó, mấy cái một băng chết đạn đó là hay lắm nha. Đừng giật mấy đó. Hello anh Nguyễn Minh. Hello. Chào anh. Ủa quá ẩu. Hụt cái trái bi rồi. Quýnh cái gì hụt. Bất cẩn quá. Ở do mình. Mình quýnh đi ra mình không đánh được nhiều điểm là do mình. Ẩu quá. Bi nó dễ ẹt. Cái tay mày ẩu. Ẩu chứ bi nó quýnh hụt vậy. Quýnh hấp hấp quá rồi đặt cơ vô quýnh liền. Hay quá anh Trung ơi. Quá đẹp. Rồi chào Phạm Văn Tường. Chung chơi đó xử lý sai chứ đâu phải quýnh một băng trắng không rồi chôn về. A băng anh, A băng, A băng nè. A băng nở ra rồi. Canh kỹ vô, A băng vô lỗ nở ra rồi. Khoáng lực xíu là nó ra rồi. Mạnh quá mà. Rồi mắt xê. Hay. Rồi, cứu được hai trái bi đỏ về. Chào Bình Công, chào Nguyễn Minh Duy. Chào một cái. Hay, vô can, vô can. Kỹ vô, kỹ vô. Oh.
chính xác rồi, tiếp tục. Hai rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Ngọc Nam Hoàng Giang, tàu lao xó luôn. Hay quá anh ơi. Rồi, do đường truyền nha anh em. Anh em đang coi tín hiệu wifi nó không được tốt ha. Trung ơi. Mấy chục sao là đủ rồi. Còn mấy chục điểm sao là đủ rồi, đừng có màu. Giờ còn 30 điểm, 35 điểm, quýnh sao không đủ tiền được. Cứ lựa đường rồi cho nó. Đó, như trái này là xui thôi. Mắt xê lấy hụt nữa rồi, mắt xê lấn lấy hụt nữa con gì. Mắt lấn cuốn vô luôn. Đó, hụt chạy đạn luôn. Sao? Ừ, mắt xê đi. Bích cây mỏng ơi, em bích cây được mà. Chưa con đúng không? Đó, đẹp quá anh. Hợp lý. Trời, coi đâu học rồi, quýnh đi chứ anh nhìn em. Ê, vô rồi kìa, quýnh cho văng ra nha. Quýnh cho ra khỏi vòng. Ha 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 ha.
Rồi, hello anh Thạnh, khỏe anh Thạnh ơi. Chưa đạt 8 mũi 300 thì trung bình mới có nhiêu đâu, ba mấy điểm chưa được. Bây giờ phải quýnh trung bình 300 là phải 6 mũi đổ lại quýnh mới có vé mà đi ra giải đó. Quýnh mình 318 mũi thì không ra giải thì gì qua được vòng rưỡi xe vô mấy gặp người trong mấy người sao rồi. Hello Châu ạ. Rồi chào Chí, khỏe Chí ơi. Nào có đồ pizza nào ngon ngon đem qua tôi nha Chí. Mua ủng hộ nha. Đã xong. Kênh này quốc tế mà, kênh này người xem cũng nhiều. Ji Hoon không? Yeah, An Ji Hoon. Vậy này mát xê nhẹ cái chúng rồi. Sơn nhẹ, mát xê sơn nhẹ cái là chúng rồi. Sơn chúng mà mát xê gì. Ờ xử lý vì phức tạp quá là chết à. Giờ đợi hẹn lên về đi chờ trong nhé. Dạ. Để lên đá mấy bữa qua đây nhé. Dạ, ra mấy bữa rồi anh, chiều nay anh bay về. Chiều nay về? Dạ, về, bay ra Hà Tĩnh, bay ra Quảng Bình. Về ít ngày anh bay ra Quảng Bình. Ra đây nữa. Không, tháng 12 mới ra đây lại. Tháng 12 Vinh anh mở cái giải đấu. Oh, hello em, hello em trai. Bad boy hả? Hello anh chị. Hello anh chị. Tướng Ken. Sạt thù. Em phải hứa nữa, em có gì đây, em nhờ lúc đúng. Em lại có thiếu đời. Hành đấy, phải hành. Khi cảm nghĩ nhá, đi nổi đây hành đấy. Không chịu, không chịu, không chịu. Quýnh nãy giờ mất kiến giữa bài rồi chơi gì. Anh nắm chỗ lộn rồi. Ừ, cái quýnh hoài đâu,
chung hoài là được rồi. Đã đôi nè. Cá tốt kìa. Đây, Trung ơi, tiếp. Ba máy rồi à. Đây, đây có cảm giác á. Mình này ai chơi cho tôi. Dạ. Chơi rồi. Toàn mười cái gì là xém rồi, xém tay. Dạ. Làm bác sĩ ngày mai. Hello, nhạc sống Sơn Trần. Nhìn thấy đánh quá tỉnh ngộ, hay quá anh Trung ơi. Tiếp tục. Nó quýnh vậy cũng hay rồi, gì? Quýnh vậy hay rồi. Tập trung nó mới quýnh được. Rồi, hello em Nguyễn Chí Học. Hello anh Nguyễn Chí Học. Này là bao nhiêu? Bạn Sài Gòn, dạ bạn cơ sở em rất khá mà. Dạ. Em bán thì rẻ hơn. Em bán thì chắc rẻ hơn Alex. Quýnh này phải ngon hơn rồi. Quýnh là phải ngon hơn rồi. Mấy anh em đây là dùng chơi. Thôi ơi, giao lưu với Thiên Gán đây. Sửa nó nhé. Hay quá anh Trung ơi, đẹp. Tiếp tục, tiếp tục. Đúng rồi em Minh Hiệp ơi. Hai anh em này đều là anh Can hướng dẫn video đó. Chiếu đại như tao xem lên nè. Có chơi nữa thì để coi có ai đánh với em không á chứ. Hả? Ẩu quá Trung ơi. Anh bị cái lỗi Massey Bicke, anh không xuống hết mũi cơ. Anh không xuống hết cái mũi cơ. Rút cơ lại. Đúng rồi, rút cơ lại. Thiếu lực. Ngủ không? Đang đánh ngon. Rồi Massey đấy. Oh, đang êm ha, đang êm tay ha. Đang đánh êm tay quá trời. Anh giật, anh nên giật lại Bicke Massey là giật cho nó kỹ vô. Chào Vĩnh Trân, chào bạn đang phát nữa đó. Chào tổng không? Rồi đủ tiền. Anh làm clip ba băng đi anh Thịnh, rảnh anh làm em ơi. Anh đi suốt mà đâu có thời gian. Con kia là do cùi vây lực quá. Không, nghĩa là anh bị anh phải sửa lại cái thao tác Bicke Massey của anh. Bicke Massey của anh nó bị sai thao tác ra cơ. Hay quá gì ơi. Oh. Duy hôm qua giờ toàn chơi kiểu này. Biệt danh nó là Zero mà. Zero Bình Dương. Quýnh đồ là mặt tỉnh luôn á, không xin lỗi gì. Bicke vàng thẳng luôn. Bicke thẳng luôn, Bicke direct luôn. Đó. Rồi chào Bá Đức, chào Nguyễn Minh Châu. Đó ba người của bạn.
này ra. Áo đen hơi ẩu đúng không em? Áo đen ẩu lắm. Áo đen thua rồi. Trời ơi, độ mười mũi quá yếu. Ừ, bữa nào Xuân Hà vô quýnh với Duy ha. Đoàn Đức Lộc, ôi cơ cứt heo quá. Trời ơi, mày ăn cái gì mà mày mở miệng nhưng mày cứt không vào lọc. Sơn Huỳnh đánh như ba dấu cát mà cũng bài đặt Lê Di Chiêm. Cỡ đó anh chấp nửa đường. Rồi Sơn Huỳnh em hay quá. Em đi lên đảo em sống nha em ơi. Anh tặng em một cú lốc truyền thiết. Vô đây nào coi nữa comment tào lao lóc cũng vui các bạn. À Đoàn Đức Lộc nè, cơ cứt heo. Rồi cho Đoàn Đức Lộc đi ra bộ luôn. Thôi Sơn Huỳnh nãy anh lóc nó rồi Bá Đức ơi. Hơi đâu nói chuyện nhiều với mấy người đó cho mệt. Rảnh mà. Nói chung vô đây bình luận lịch sự nha anh em. Đừng có đủ không? Rồi chào các bạn nha mày. Mày quýnh gì ở chục lượt mới đủ.